Bonjour à tous. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp cùng Vay Français avec Vay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục mỗi ngày một bài báo. Un jour, un jour nào. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. Bài hôm nay của chúng ta có tiêu đề đó là Des soldats français ont participé au sauvetage de deux alpinistes bloqués à 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Ở đây chúng ta sẽ có này, des soldats. Đó là des soldats, đó là những cái quân nhân, một số quân nhân français soldat français đó là quân nhân pháp ông participe chúng ta có participe à, là tham gia vào cái gì ở đây là thì quá khứ này participe ông participe tham gia vào cái việc cứu sauvetage danh từ cái sự cứu để đơ hai cái nhà leo núi bloqué. ở đây là phân từ quá khứ được dùng như một tính từ của động từ bloqué, có nghĩa là bị kẹt kẹt ở cái độ cao a cộng với 6.000m có nghĩa là ở cái độ cao 6.000m d'altitude là độ cao so với mặt nước biển dans l'Himalaya ở trong cái dãy Himalaya đó là những cái quân nhân Pháp thì đã tham gia cứu hai cái nhà leo núi bị kẹt ở độ cao 6.000m so với mặt nước biển trong dãy Himalaya Jeudi 4 octobre, en pleine ascension, trois membres du groupe militaire de Haute Montagne de chamonix Haute Savoie, aperçoivent un appel de détresse à l'origine de ce SOS. Deux femmes, dont la majorité de l'équipement a été emportée par un éboulement la veille, raconte N sur Instagram. Pas de sauvetage possible en hélicoptère, souligne l'armée de terre. Nous étions dévastés à l'idée que cela signifiait la fin de notre tentative après tant d'efforts et nous savions que nous aurions à faire face à un drame majeur dans un état d'épuisement avancé, relate les deux femmes. Les soldats français expliquent avoir échangé avec des signaux de lampe avec elle avant de réussir à les atteindre vendredi, soit le lendemain. Samedi 5 octobre, nous sommes rentrés à bon port après 72 heures avec très peu de sommeil, de nourriture et d'eau. aidés par nos amis de Chamonix et récupérés par l'armée de l'Ezingdiel, envers qui nous sommes très reconnaissants. Conclut les impilites. Jeudi 4 octobre, en pleine ascension, trois membres du groupe militaire de haute montagne de Chamonix, au Sava, aperçoivent une lapine de détresse à l'origine de ce SOS de femmes dont la majorité de l'équipement a été emporté par un éboulement la veille, la elles sur Instagram. Trong này chúng ta sẽ có là jeudi 4 October có nghĩa là thứ năm ngày 4 tháng 10. En plan ascension. Ascension là cái cái việc mà leo núi thì on plan có thể on plan to can show thông thường có thể có nghĩa là ở giữa cái gì có nghĩa là đây là đang trong cái quá trình mà leo núi đang trong cái quá trình leo lên ấy thì thoa mong khở ba cái thành viên mong có nghĩa là thành viên đi group mini thuộc về quân sự liên quan tới quân sự là ba thành viên của cái nhóm quân sự. The Haute nhỉ Có nghĩa là nhóm quân sự vùng núi cao, miền núi cao thì đây cũng có thể là một cái nhóm quân nhân mà được đào tạo để tìm kiếm cứu hộ ở vùng núi hoặc là thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự ở vùng núi. Chamonix, Chamonny có nghĩa là cái vùng uh, vùng núi Chamonny, Haute Savoie. Thì đây là cái vùng Haute Savoie. Apex, động từ Apex của chúng ta có nghĩa là nhìn thấy và apercevoir có nghĩa là voir de loin là nhìn thấy từ xa. Anh napen à de détresse. Chúng ta có cả cụm anh napen à de détresse nói đến cái tín hiệu cầu cứu, tín hiệu giúp đỡ, yêu cầu giúp đỡ. Thì ở đây anokigin de SOS à nguồn gốc của cái tín hiệu cấp cứu này đó là hai chấm này người ta giải thích này. Đưa phàm hai người phụ nữ mà trong đó thì la majorité, phần lớn de l'équipement, phần lớn l'équipement có nghĩa là trang thiết bị hai người phụ nữ mà trong đó phần lớn trang thiết bị của họ. Đông ở đây chính là thay cho the de deux femmes đó. L'équipement de deux femmes a été emporté. Emporté có nghĩa là mang đi. Và trong trường này chúng ta có thể hiểu là bị cuốn đi. Trang thiết bị thì đã bị cuốn đi. Cuốn theo bởi một cái éboulement éboulement có nghĩa là một cái trận lở đất la gì? là hôm trước raconte en sur instagram họ đã kể trên instagram đoạn này chúng ta sẽ hiểu như sau này vào thứ năm ngày mùng tháng 10 trong cái lúc leo núi thì ba thành viên của nhóm quân sự miền núi cao ở Chamonix, haute đã nhìn thấy từ xa một cái tín hiệu cầu cứu Nguyên nhân của tín hiệu SOS này đó là hai người phụ nữ mà trong đó phần lớn trang thiết bị của họ đã bị cuốn trôi bởi một vụ lở đất vào ngày hôm trước. Họ kể lại trên Instagram. Tiếp tục. Pas de sauvetage possible en hélicoptère. Souligne l'armée de terre. Nous étions dévastés à l'idée que cela signifiait à la fin de notre tentative après tant d'efforts et nous savions que nous aurions à faire face à un drame majeur dans un état d'épuisement avancé. Glad les deux femmes. Đoạn này của chúng ta như sau này. Pas de là không này. Sau pas de, chúng ta sẽ cộng một danh từ sauvetage. Đây là danh từ sự cứu hộ, uh, sự giải cứu. Possible là tính từ có thể. Không không cái sự giải cứu có thể. En helicopter bằng trực thăng có nghĩa là không thể giải cứu không thể cứu hộ bằng trực thăng nhờ nhấn mạnh động từ nguyên mẫu là suligne l'armée de terre à, chúng ta sẽ hiểu đó là kiểu như là quân đội l'armée là quân đội de terre quân đội mặt đất nó kiểu như bộ binh nữa nude giết chiếu devasté chúng ta có động từ nguyên mẫu devasté là phá hủy thì ở đây à, chúng ta sử dụng bị động của thì anh park fair để miêu tả lại cái tình huống của họ thì đây chúng ta có là chúng tôi đã bị bị phá hủy có nghĩa là bị suy sụp đấy à, bị phá hủy ở trong trường này chứ bị phá hủy về tinh thần alice à có nghĩa là với cái suy nghĩ rằng với cái ý tưởng rằng cela signifie signifie có nghĩa là có nghĩa là à, để mà định nghĩa cái điều gì đó cela signifie ở đây cũng dùng nó là anh park là la fin la fin đều là kết thúc cái gì notre tentative tentative là sự cố gắng cái sự thử kết thúc cái cố gắng của chúng tôi sau tong lờ cộng một danh từ là nhiều nhưng mà tong lờ thì nó sẽ nhấn mạnh cái kiểu nhiều bao nhiêu là bao nhiêu là cái effort effort có nghĩa là cái nỗ lực enu savion và chúng tôi biết ở động từ savoir chia anh parfait chúng tôi biết rằng chúng tôi nu zorion a faire fast chúng ta có động từ ava cấu trúc ava à faire quelque nó tương đương với cái va faire là phải làm gì thì ở đây chúng ta có là tương lai trong quá khứ Kiểu như là chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ Nhưng cái sẽ này là ở trong quá khứ nên chúng ta có là ô A phê phát đối mặt với Động từ phê phát A đối mặt với điều gì? Ein drama Drama là một cái thảm kịch Một cái bi kịch majeur Rất là lớn Dans danh nê ta là trạng thái Trong một cái trạng thái uh, Trạng thái như thế nào? Depuisement Depuisement là một cái trạng thái kiệt sức Avancer. Avancer ở đây kiệt sức mà ở cái mức avancer thì sẽ hiểu là một kiệt sức nó nghiêm trọng gelate les deux phạm động từ gelate là kể lại tường thuật lại Tại chúng ta có thể hiểu như sau là không thể cứu hộ bằng trực thăng bộ binh nhấn mạnh chúng tôi đã suy sụp khi nghĩ rằng điều này đồng nghĩa với việc đó là kết thúc cái cố gắng của chúng tôi sau bao nhiêu nỗ lực và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thảm kịch lớn trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng hai người phụ nữ kể lại Quiconque, les sondages français expliquent avoir échangé avec des signaux de lampe avec elle avant de réussir à les atteindre vendredi, soit le lendemain. Samedi 5 octobre, nous sommes rentrés à Bonport après 72 heures, avec très peu de sommets de nourriture et d'eau, aidés par nos amis de Chamonix et récupérés par l'armée de l'air Zendiel, envers qui nous sommes très reconnaissants, concluent les alpinistes. Nào đây, chúng ta sẽ có này. Les soldats français. Soldats đây có nghĩa là những cái quân nhân, những cái người lính français. Fab explique giải thích là avoir échangé, đã trao đổi, động từ échanger là trao đổi, avec, với, des signaux, de có nghĩa là bằng cái tín hiệu đèn pin nhé avec and với họ là với những cái nhà leo núi đó avant de sau avant de là động từ nguyên thể là chúng ta có ghi sau khi đã sau khi, à, trước khi mà thành công avant de là trước khi và trước khi thành công à lý attendre attendre ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là tiếp cận attendre bình thường nó đạt đến ở đây có tiếp cận với họ lê ở đây chính là thay cho những cái nhà leo núi hai cái người phụ nữ đó đó Vendredi, đi thứ sáu xoa đi là giải thích tức là le lendemain. thôi mà lớn anh có nghĩa là ngày hôm sau tương lai trong quá khứ thì chúng ta có sẽ dùng là le lendemain Samedi mà sam đi thứ bảy ngày mùng năm tháng mười núi xóm gong chúng tôi đã trở về chúng ta động từ gong Rentré à bon port có nghĩa là trở về an toàn không gặp bất kỳ một cái chứng ngại gì. Áp khé sau 72 giờ, avec très peu. peu, de là ít ít cái gì, peu de sommeil, très peu de là rất ít cái cái sự ngủ, rất ít giấc ngủ. De nourriture, thức ăn, đồ là nước, sd động từ sd là giúp, Đây là được giúp bởi nos amis, bạn của chúng tôi, uh, amis de Chamonix et récupérer récupérer là cái động từ mà ví dụ récupérer can control có nghĩa là chúng ta để đồ ở đâu đó hoặc là quên đồ ở đâu đó hôm sau hoặc là sau đó chúng ta quay lại chúng ta lấy cái đồ chúng ta sẽ dùng động từ là récupérer kiểu như là lấy lại còn récupérer can canh thì giống như là đón người và trong trường hợp này thì nó như kiểu là cứu hộ đó bởi lắc mê bởi quân đội lắc mê de le là không quân anh điền không quân của ấn độ on vé qui Nous sommes très reconnaissants. reconnaissants là biết ơn. Cứ connaissant từ envers. Ken ken là biết ơn ai. Thì đây chúng ta có đại từ quan hệ kép. Khi ở đây chúng ta thay cho chính là thay cho những cái không quân Ấn Độ đó. Thì chúng ta có là chúng tôi rất là biết ơn. Biết ơn họ, biết ơn. sóng envers. Thì có nghĩa là chúng tôi biết ơn Họ ở đây đã dùng là avec qui nous sommes très reconnaissants để làm cho câu nó ngắn gọn hơn. lý les alpinistes Đây là những cái nhà leo núi đó thì kết luận Ở đây chúng ta có thể hiểu đoạn này như sau này Những cái quân nhân Pháp giải thích rằng họ đã uh, trao đổi với hai người phụ nữ bằng tín hiệu đèn pin trước khi thành công tiếp cận họ vào thứ sáu tức là ngày hôm sau vào thứ bảy Ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi đã trở về an toàn sau 72 giờ với rất là ít cái giấc ngủ, thức ăn, nước được giúp đỡ bởi những người bạn Sharmony e và uh, được cứu hộ, được đón bởi cái quân đội không quân Ấn và chúng tôi thì rất là biết ơn họ những người leo núi kết luận bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc cảm ơn các bạn đã xem hãy like share comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích merci à vous au revoir et à bientôt